Anh chị nhà đầu tư nào mà đang tìm kiếm một vị trí thích hợp để đầu tư nghỉ dưỡng, làm farm tay hoặc là home tay thì chắc chắn anh chị không thể bỏ qua vị trí này. Trên màn hình của anh chị đó là vị trí của hai lô đất 5x84 và 5x85, tổng diện tích là 117 và 124 m², đã có sổ riêng và 50 m² thổ cư, view trực diện núi Bà Đen. Từ vị trí này mà anh chị đi ra khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh chỉ tầm khoảng chưa đầy 5 km, hiện tại đã có đường đá mi. Di chuyển ra trung tâm hành chính của thị trấn Dương Minh Châu chỉ tầm khoảng chưa đầy 2 km, đã ra tới chợ, trường học, ủy ban nhân dân, trạm y tế, đầy đủ các tiện ích. Và từ vị trí lô đất, anh chị đi ra tầm 700-800 m là sẽ ra tới khu du lịch của Hồ Dầu Tiếng, là một trong những địa điểm du lịch cắm trại, check-in rất là nổi tiếng, được các bạn trẻ trên thành phố ưa chuộng. Anh chị hãy liên hệ số điện thoại ở phía dưới để được hỗ trợ và đi xem đất.